Xin chào mọi người, chiều nay mình giới thiệu đến mọi người con Lenovo ThinkPad X280 nữa ha. Mình đặt nó là mã HC04. Mình đem ra ngoài này là để mọi người thấy rõ ràng được cái vỏ của nó này. Cái này thì cũng tương đối đẹp, tại vì màu đen á, X280 thì màu đen nó cũng nói chung là tương đối đẹp ha mọi người. Không có bị trầy xước gì nhiều đâu, xước lông mèo rất là nhẹ luôn. Cái chỗ này đâu, mới nãy mình vừa thấy nè, tơ, thật là tơ luôn thôi. Đó, một đường rất là nhẹ, khó thấy lắm mọi người. Đây nè, đó, thấy ra mình mượn ánh sáng để mình quay cho mọi người xem á. Cái này dính băng keo thôi. Cái vỏ này mình có thể đánh giá là tương đối đẹp, tương đối ha. Cái này thì hằng cái dấu sticker rất là nhẹ thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều. Các ngõ kết nối USB nè ha, góc cạnh bên này thì có ngõ Type C nè, Type C nữa nè, USB HDMI, ngõ tai nghe. Ở bên trong đây mọi người ha, phím có led phím màu đàng hoàng hết trơn á, rất là đẹp. Thường thường là cái bản X280 á thì của bên mình về nó đợt này thì nó có led phím nha mọi người, và nó có cảm ứng, mà màn cảm ứng cái màu sắc nó đẹp lắm. Mặc dù là full HD chống chói ha, nhưng mà hả, đem ra ngoài trời càng thấy đẹp mọi người, càng rõ và càng mịn. Phím cũng vậy nè, phím cũng đẹp lắm nha. Phím này y hệt phím X1 carbon, không khác xíu nào luôn. Có led phím rồi, đầy đủ hết, đều lắm. Ban đêm là nó nổi màu rất là đều và đẹp, mịn như thế này nè ha. Đó, phím như vậy là đẹp rồi mọi người. Tại vì là mọi người thấy cái bóng bóng trên phím á, là đây là mình nói giống X1 carbon là bởi vì là cái bản chất phím là nó mượt chứ nó không có bị nhám. Đó, cho nên là như vậy là tương đối đẹp rồi đó. Đây nè mọi người nhìn nè. Đó, không có bị mờ một chữ nào luôn. Và như thế này là nó gõ ít chứ không có gõ nhiều ha. Góc cạnh nè, i5 Gen 8, cái bàn ray chuột thì nó hơi bóng nhẹ tí, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. ThinkPad. Đó. Ở bên trong mình đem vào trong mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái cấu hình nha. Rồi mình đem vào nhà để cho, tại nãy mình đem ra ngoài là để mọi người thấy được rõ ràng là nó xấu nó đẹp như thế nào á. Màu sắc rất là đẹp mọi người. Mã C04 ha. Đó. Cấu hình nè, i5 Gen 8, RAM 8 và SSD là 256GB. SSD đâu ta? Đây, SSD là 256GB. SSD này sau này muốn nâng cấp lên 512, 1T đều được hết nha mọi người. Màn hình là Full HD nè. Đó, máy là hoạt động hoàn hảo, không có cái lỗi lầm gì hết trơn, chết series luôn. Máy được sản xuất cuối năm 2019. Cảm ứng có thể là bật ngửa 180 độ như thế này. LED phím rất là đẹp. Các ngõ kết nối thì nãy mình cũng có quay cho mọi người xem rồi ha. Bây giờ xem các viền, góc cạnh. Ok hết. Chỉ có là con này trên nền trắng, mới nãy mình vừa thấy thôi mọi người. Có phản quang rất là nhẹ luôn. Ở bên góc này nè, hơi nhẹ, thật sự rất là nhẹ luôn, hai chấm rất là nhỏ. Trên nền trắng thôi, nền khác là hoàn toàn không thấy nha mọi người. Cái chuyện này thì cũng bình thường, trên những dòng ThinkPad dòng X là như vậy là bình thường. Rất là hai chấm rất là nhẹ luôn. Tại vì mình quay qua đây nè, một chấm rất là nhẹ, hai chấm rất là nhẹ luôn, khó thấy lắm. Thường thường cái phản quang này thì quan trọng là người ta có nói hay không thôi mọi người. Nhưng mà nó nhẹ thì, nhưng mà mình vẫn phải nói, mình soi kỹ và mình nói cho mọi người để mình đỡ mất thời gian ai á mà lấy á, thì mất mình ha. Máy á là cực kỳ ok. Cái phản quang này nó không có loang, không có gì hết trơn á, nó bình thường và sử dụng như mọi máy bình thường khác thôi. Phản quang đâu phải là ít đâu, laptop về máy cũ thì cái chuyện mà phản quang là cái chuyện quá bình thường mọi người, không có gì hết. Khi nào mà nó một chấm mà là cái chấm đó là cái chấm mất điểm ảnh, hoặc là cái một cái sập dù siêu nhỏ thôi ở trong kẽ, thì cái đó là trước sau gì cũng đi toi cái màn hình hết trơn á, coi như bỏ. Còn cái này là không có gì hết nha mọi người. Phản quang là cái chuyện bình thường, chuyện không phải là xuất phát, không phải là hư từ máy, bình thường thôi. Và báo giá mọi người ha, giá cực kỳ tốt nha mọi người. Giá chỉ có 4.9 triệu thôi nha mọi người. Cảm ứng siêu mượt luôn, rất là đã. Máy thì Gen 8 thì mượt rồi, pin thì trâu nữa. Dành cho ai mà thích dòng X280 này thì báo mình ha. Cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Mã C04 ha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.